Rồi đó, anh kia ngoài đây có chuyện gì anh nói đi. Anh thấy chúng ta không hợp nhau nữa, mình chia tay đi. Cái gì? Mình tạm dừng tại đây đi. Cái gì chia tay? Ba đầu tiên á, anh nói yêu tôi cho đã vô, bây giờ anh nói chia tay không hợp là sao? Ban đầu tiên thì thấy hợp, còn bây giờ thấy hết hợp rồi, mình tạm dừng đi. Tôi biết mà, hay là anh có người mới rồi đúng không? Đó cũng không cần phải biết. Mà điều quan trọng ngay tại đây là mình chia tay đi. Thôi được rồi. Nếu anh muốn chia tay á, thì kể như tôi và anh từ nay không còn với nhau nữa. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh nói đi, anh là người đàn ông khốn nạn. Em ơi, em làm gì vậy? Em xin lỗi, em không cố ý. Tại em đau lòng quá. Dưới tay thôi chứ đừng có động tay động chân gì. Gách đi gách quần tôi không? Quần tôi mua biết bao nhiêu tiền không? Em xin lỗi, em xin lỗi. Bây giờ sao tôi bận về đây? Anh ơi, anh đi mà anh ơi, đừng bỏ em mà anh ơi. Trời ơi, cái áo của tôi. Em không cố ý. Tại vì em không cố ý của cô đó hả? Em đau lòng quá tại anh bỏ em. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đi. Anh ơi đừng đi mà anh ơi. Cố muốn đi. Đừng có đi bỏ em mà anh ơi. Anh còn gì là cái áo tôi nữa. Ui. Anh cho em xin lỗi. Em bảo em không cố tình mà anh. Lỗi phải quần què. Tại vì anh sợ em đau lòng quá mà. Anh ơi em đừng có làm gì mà anh ơi. Anh ơi em xin lỗi anh mà anh ơi. Không xin lỗi phải. Anh đừng buồn em mà anh ơi. Buồn buồn nha. Anh đâu ơi. Ui. Anh xin lỗi, anh làm đau lòng quá chứ. Cô bớt đau lòng tôi đi. Sao mình làm chuyện gì kỳ khó vậy? Đừng đau lòng, tới đây là được rồi, đừng đau lòng. Bị gì hả? Hả? Làm gì kỳ khó dữ được vậy? Em chia tay với Liễu mà. Liễu không chịu, Liễu níu kéo nè, níu sao kéo rồi, sao giúp em đi, sao rồi. Ủa mà phan đi, chia tay rồi liên quan gì sao mà đồ rắc chứa tùm lum hết chân vậy? Cái bộ đồ ổng mục kìa. Em chia tay em đòi đi về mà không chịu. Nếu kéo em lại, nếu kéo tới cỡ này nè. Anh ơi, sao rồi, sao rồi giúp em vì sao em muốn xa anh thông đâu, sao rồi. Thôi, nói chung thì chuyện đâu còn có đó mà giải quyết mà. Bây giờ chuyện là em không còn thương nữa, hết tình cảm rồi. Chia tay tại đây đi. Anh ơi. Cũng tội nghiệp đừng quá. Đừng bỏ em mà, anh không bỏ em, sao chứ em. Phải nhìn cũng thời gian quá nha. Bây giờ, phải chia tay thôi. Ngoài sao luôn hả? Anh ơi. Cô buông tôi ra, tôi nói với cô lần cuối, mai mốt hãy tránh xa tôi ra. Ui. Đừng lại gần tôi nữa, đừng cho thấy mặt cô nữa mà bớt đau lòng nghe. Chị nói nghe chị nè. Ủa, nghe cái gì mà nghe dữ lắm rồi mà giờ em làm vậy sao mà đành. Nhưng mà em hết tình cảm rồi, em không còn tình cảm nữa. Mình phải chia tay thôi. Tình cảm là thứ gì đâu mà tự nhiên nó hết là hết trời. Nội là người ta nói hết là hết rồi. Anh ơi đừng có đi mà anh ơi. Anh ơi anh đừng có đi anh ơi. Anh đừng có đi bỏ em mà anh ơi. Anh đừng đi bỏ em mà anh ơi. Anh ơi. Anh đó, ơi, con giặc. Trời ơi, con gì vậy? Ủa, gì vậy? Sao bây giờ cái giặc nhất cái này đi, mà cạp nó ra lại. Cái gì vậy? Cái xe của tôi. Trả xe tôi lại. Cô làm cái gì xe tôi vậy? Anh ơi em không cố tình đâu, tại em làm đau lòng quá. Cô bớt đau lòng đi. Tôi nói cô là không phải, đang không cần phải đau lòng nữa. Khúc này không cần phải đau lòng nữa, để tôi đi về. Thôi, nói xử. Ê! Ê! Cái gì vậy chị? Cái chụp đèn của tay em làm gãy luôn rồi. Hư cái đuôi đèn tôi luôn rồi. Chạy, chạy đây, chạy đây. Trời ơi. Ê, còn dính lại chị em ơi, tụi nhảy nó còn dính ra được, không sao, không dính. Mà buông ra, mấy chị buông ra, mấy chị buông ra, đừng đụng vô xe nữa, tôi nữa. Anh, hãy để tôi yên khúc này. Anh ơi, anh đừng có bỏ em mà anh không. Cô bớt này giùm tôi đi, bớt. Quá mà hỏi rồi. Tội nghiệp quá, chị xin suy nghĩ lại đi. Không suy nghĩ được. Chị em này tôi mới đi về. Tại cái xe của anh nó đi một cái bộ. Chỉ đâu ra đứa con gái mà hả, nó lị tình vậy. Đi đừng có bỏ em mà, không ơi. Bớt chị em quá mệt mỏi rồi. Cái quần què gì vậy? Ai ta chị không có đụng vô nha. Tôi né ra đừng đụng vào xe tôi nữa. Em đau lòng thiệt mà anh. Sao cô bớt đau lòng tôi mới đi.
đừng đụng vào xe tôi, nói hãy để tôi yên, tôi đi về. Quá mà tỏi rồi. Cái xe có biết gì đâu, tại nó mục kìa, không biết đâu. Ủa, giờ tôi đừng có đụng vào nữa. Mà anh xài cái gì cũng mục quá chân vậy. Anh Thông em xin anh, đừng bỏ em. Thông ơi, em còn nhiều bệnh nhiều lắm. Tôi quá trời sợ cô rồi, cô buông tôi ra đi. Mà nó nghiệu chứ gì trời. Anh Thông à. Nó nói tới đó thì cho nó cơ hội quay quay đầu đi. Bây giờ không có cơ hội nào đây nữa. Lúc nãy còn cơ hội, còn lúc này mất cơ hội luôn rồi. Khác rồi. Hồi nãy còn cơ hội. Cán cô ta lại coi giùm tôi coi. Anh đi đâu, anh muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu? Tôi đi về. Em muốn cho anh về đâu, anh không có thành được, anh có về. Vậy à. Để tao nghe cái giùm luôn á. Ôi chị, cái gì chị? Không, tôi mới nghe một cái âm thanh gì đó. Gãy cái bánh xe luôn rồi. Sao cô phá quá trời vậy? Tôi đã kêu cô đừng có đụng vào xe tôi nữa rồi. Để tôi chạy về. Rồi bây giờ sao tôi về? Cô đâu đây đó, anh em tới. Để chị lại chở nó đi. Không phải tại chị nghe. Chị chưa có đỡ. Ê, đỡ tôi giùm với. Chị đỡ tôi giùm với. Ủa, đó hết trơn rồi chị ơi. Ê, cái sắp ra, nó ra luôn rồi chị. Không vậy, em làm gì của người ta vậy? Ê, Sáu rồi, đừng đụng vô. Ê, chị dở lên chị ơi, dở lên chị. Ừ, phụ em coi. Chị chết. Rồi đi luôn cái bệnh viện. Rồi, sao? Mấy chị đi hết đi. Ủa chị đâu có làm để tôi bình yên, để tôi bình yên. Đừng đụng vô nó, đừng đụng vô. Tránh sao tôi ra. Cách sao tôi ra 2 mét. Đừng lại gần tôi. Đừng lại gần tôi nữa. Cho tôi bình yên nhé. Em xin anh mà anh đâu. Sao mà nó đặt cái gì xin lưng cái gì. Chỗ này sao cái gì. Thế còn chạy được không? Anh Đông ơi, em xin anh. Ui. Mày biết lý do tại sao chia tay mẹ đó. Mày gớ như cái gì ạ? Anh làm cái gì trời. Anh Đông ơi, em xin anh, luôn anh ơi. Đừng đụng nữa. Con người tôi không còn gì để cô đụng nữa chứ. Tại em đau lòng mà. Cô bớt đau lòng, nãy giờ cô đau lòng là banh hết xe tôi rồi đó. Đừng đau lòng nữa. Anh ơi. Để chị phụ đẩy về cho. Thôi chị buông ra luôn. Để em tự xử. Ai chị đừng đụng vô nữa. Chị không có đụng đâu, trời ơi, nãy giờ đâu có đụng. Bây giờ sao dắt vậy? Bây giờ sao giờ chị? Sao chắc chị tao cứu mày nói. Chị tao sao? Anh ơi đừng có bỏ em mà anh Thông ơi. Em cô buông đi, cô buông đi. Bây giờ đừng, cô đừng. À cái đầu phải tao em nha, tao anh tự làm nha. Nói em chưa đụng cái đầu luôn. Mày anh tự xử được cái thừa em. Sao mà cô xui xẻo quá trời vậy? Anh nói ai xui? Anh... Mệt quá trời mệt rồi. Anh điện cho ai cái gì? Alo. Xíu nữa anh chở xe ba gác là chở xe em về giùm em nghe. Ở đâu? Ở chỗ nhà người yêu. Anh điện ngay. Anh điện con nào đúng không? Anh cứ. Rồi bể điện thoại luôn. Là một cái nó tách ra làm hai luôn à. Anh đi cái gì đó. Bây giờ đừng lại gần tôi nữa. Các chị. Ở yên đó. Tôi đi về nha. Còn chiếc xe. Ê không mấy giờ mình kêu đồ, mình kêu dây chai lại mình bán đồ món đi. Trời ơi, anh bỏ em tiền. Không, tao gặp tao cũng bỏ, tao quá sợ hãi rồi. Đừng đụng tao hồi gấp nữa đó. Nhưng mà anh không, anh bỏ. Tại sao? Thôi nín đi, đừng có khóc nữa, lỡ rồi, không có này kiếm khác. Chị ơi. Ê, chị không có đồ món đâu nha. Bao nhiêu lâu anh nói anh thương em, bây giờ anh có người khác, anh bỏ em đó chị. Chị sao chia sẻ nó vậy? Chị bởi gì? Ngầu ghê. Bây giờ quyết định sao, tính sao giờ, mình đi bắt nó hoài. Hả? Bây giờ sao? Thôi không mấy đi về bình tâm lại đi em ơi. Suy ngẫm lại đi coi mình làm gì sai. Nhưng mà chứ chị thấy em cũng được mà, chứ đâu xấu gì đâu. Giờ em dễ thương nữa. Hiểu không? Thôi đi về đi. Nhưng mà em có làm gì có tội đâu mà anh bỏ em gì đó chị. Ai biết đâu.
ban đầu tiên thì anh nói ngọt ngào yêu đương lắm mà bây giờ anh đối xử với em vậy đó. Ủa, sao cười vậy? Không có này. Rồi giờ có người khác là phải rồi đó, chấp nhận nó cười. Em đang khóc chứ cười cái gì mà mấy chị kỳ cục quá. Ủa, sao em lại khóc lại ai? Chắc có lẽ này cũng là một đống cười, cười coi. Cười à? Ừ. Ý ta đang buồn kia ta cười vô đi. Cười thử coi, chị so sánh là cười thử thôi. Cười 2 3. Con gì má? Chắc là đây là lý do nó nghe này giờ mình đi về á. Thôi đi về đi. Hối lỗi đi. Nha. Sao cười nữa vậy? Đang khóc, nó nói là nó đang khóc rồi. Bây giờ về không hả chị? Chị em tôi về à? Thôi về em về. Thôi đi về đi chứ sao giờ? À. Ê. Em đến đây là em chưa làm gì luôn á. Ủa tao cũng không thấy nó làm gì luôn á. Em mới đi ngang thôi. Thấy mày xui đến nỗi vậy luôn. Mày gió á, phải gió đó. Không, em chưa đụng ngã luôn. Không phải gió đâu, hình như là trời, em xui lắm, rồi. Có gì bình tĩnh nói nha. Đâu không phải tại em xui đâu. Tại những mặt có gì bình tĩnh nói, đúng không? Đúng rồi, có. Đừng ai cũng bỏ rơi mình hết trời.